trong cái biệt ai đẹp trai nhất? Ui, nhiều người đẹp trai lắm á. Không, em thấy một người mà vừa đẹp trai vừa đẹp gái, đó là anh Bibi Trần. Hà Thu sẵn sàng đến với thử thách hỏi nhanh đáp nhanh của Giang. Trong số biết thằng này. Hình như không có bạn thân đâu sao biết. Lúc đó em ăn gì? Ăn cả thế giới. Hà Thu thích uống rượu uống bia. Rượu mạnh hơn. Tính bao nhiêu tuổi sẽ lấy chồng? Quá cái tuổi đó rồi. Cái đoạn mà mình tính nó qua luôn là giờ khỏi tính. Còn nói tầm đắc nhất. Be yourself. Nãy là chính mình. Số đo ba học hiện tại. 86, 60, 89. Điều gì đã khiến Hạnh khóc? Nhiều. Tức khóc, giận khóc, buồn khóc, hờn khóc, tủi khóc. Nói chung là rất nhiều thứ làm Thu có thể khóc. Ngoài nếu không làm nghề đọc thì hiện tại Thu đang làm gì? Một cô chủ đang khởi nghiệp vật vã với tiền bạc, doanh số. Lời nhất là bị gì? Úp đất hình ảnh trên mạng xã hội. Kể hai là xấu của mình. Sao ta? Hay bị sao ta? Không có điều á, có nghĩa là lúc vui lúc buồn, cảm xúc lẫn lộn, không có một cái quy chuẩn nào. Đó là tật xấu thứ nhất. Tật xấu thứ hai là tật xấu khó nghĩ lắm tại vì mình ít tật xấu mọi người ơi. Tật xấu thứ hai là nóng tính. Nóng tính. Trong biết ai đẹp trai nhất? Ui, nhiều người đẹp trai lắm á. Không, em thấy một người mà vừa đẹp trai vừa đẹp gái, đó là anh Bibi Trần. Lúc đi ngủ có mặc quần áo hay không? Tùy hứng, tùy lúc, nhưng mà đa số là đang hát trình diễn trên sân khấu mà bạn khán giả phát hiện khác nhé. Điều đó anh Thu sẽ xử lý như thế nào? Xin lỗi chứ. Xin lỗi, thì mình sai rồi mình phải xin lỗi thôi. Bài hát nhép là sai. Nếu phát hiện bạn trai mình ngoại tình với một bạn trai khác, lúc đó Hạnh Thu sẽ xử lý ra sao? Cái gì? Bạn trai ngoại tình với một người con trai khác. Chúc mừng anh đã tìm ra chân lý của cuộc đời mình. Oh my god. Wow. Món đồ đắt tiền nhất Hạnh Thu đồng ý. Đồng hồ. Bao nhiêu tỷ? Vài trăm triệu. Không chưa có cái món nào tiền tỷ hết, không có. Nhớ bấm nút xem đầu tiên để không bỏ lỡ những chương trình hấp dẫn nhất từ Giang nhé. Nếu được ba người trong số biết tỏ tình, Sơn Tùng, Isaac và Lâm Thành, các bạn muốn chọn ai? Sơn Tùng, Isaac, Nu Phước Thịnh. Chọn cả ba được không? Chọn cả ba nha.